cần nhìn thấy em. Lại đã may mắn lắm rồi, để nỗi buồn phía sau. Tình hình hạnh phúc sẽ đông đầy, nên trách nhiệm của anh đã cho em hạnh phúc dù ta có bao xa. Nụ cười của em che đi khoảng trống ở giữa chúng ta. Cả bầu trời ánh sao, anh thắp sáng cho con đường, con đường của chúng ta. Cầm tay của nhau tới ra người. Tụi mình đã đến nơi rồi sao? Con dơi. Nhưng mà đây là đâu vậy? Trời, đây là sa mạc chứ, ở đâu? Ừ đúng rồi. Tụi mình làm gì đây? Tìm ở đâu? Tìm ở đâu bây giờ? Mình đi vòng vòng tìm thôi chứ tôi cũng đâu có biết đâu. Vậy bây giờ đi đường nào? Vậy cánh cổng đi, giờ chúng ta đi vô mất đi. Trời ơi, cánh cổng mà bây giờ ông nội này cứ quên cánh cổng hoài, và bữa nào vô cái chết. Vậy đi. Ôi, ngươi. Vậy, không có thấy gì nha. Đây. Trời ơi, bao la rộng lớn, biết tìm ở đâu đây vô mốt ơi. Ê, mà mọi người ơi, tôi thấy hả, mọi người coi chừng nha, đi sa mạc thường gặp hoang tưởng lắm á. Trời ơi, ơi coi chừng nha, có rắn kìa, rắn ở sa mạc độc lắm đó. Ừ, có chừng á. Nè, có khi con đà điểu này cũng là hoang tưởng nè, đi vô đạp nó thử coi có phải hoang tưởng thì không. Ớt dở, mày bớt khùng đi. Mày mới qua tới sa mạc, mày bị ảo tưởng rồi, mày bị điên rồi đó. Đi đi. Anh Hạch ơi, nhưng mà rộng quá, mình biết đi đâu vô boss. Đi đạp đi, cứ đi về hướng phía mặt trời đi. Trời, mặt trời lặn rồi, phải đi hướng nào, đi về phía mặt trăng hả? Đi thẳng ra biển á. Thôi thấy... Thôi đúng rồi. Bị nè, tôi nói mọi người nè, khúc này mới là khúc hoang tưởng à. Hoang tưởng cái gì? Vô chị Nabi đưa vô mót cho tụi em uống đi mà. Ừ, chị có khả năng biến lớn không? Chị biến lớn được cái chai nước không? Cho em uống miếng đi. Trời. Nè, uống đi, chị cho uống đi. À. Cho miếng. Chị nhau mà uống đi, ăn uống gì. Mà tụi mình ngồi nghỉ mở này xíu đi. Tôi thấy là đi nãy giờ tôi không thấy được một tí hy vọng nào hết á. Trên sa mạc này khắc nghiệt quá, nhưng mà mọi người cố gắng. Dù đâu ra hợp lý vậy? Nghèo á. Có người kìa. Có người đây. Mọi người đừng coi chừng ảo tưởng đó. Đi đi. Ôi, anh ơi. Ôi, gì vậy? Ôi, sao mọi người đây đông quá vậy? Tụi tôi đến đây là tìm một bông hoa. Không biết anh có biết về bông hoa đó không nữa. Hoa đó tên là hoa sen lửa. Không biết anh có biết không nữa. Hoa sen lửa. Cái đấy nổi tiếng vậy mà ai mà không biết. Bây giờ các ngươi đi theo ta sẽ chỉ cho các ngươi. Ui, thầy hả? Tôi được leo lên con này không? Ôi. Ok. Wow. Đi mọi người ơi. Đi. Đi ơi, lên đâu. Tới rồi mấy cậu ơi. Ủa, hả? Wow. Ui, hình như nguyên một cái trang trại hay gì luôn á mọi người. Ok, chuẩn bị tới ở đây để tao cột nó vô đây. Ôi, hình như có biển kìa mọi người. Ôi, có biển luôn hả? Đi theo ta. Wow. Ở này tạng bịt mặt không gì nè. Wow, cái đấy là người trong làng của ta, không có gì hết á. Tới đây. Wow, nhìn ok, tới rồi nè. Rồi, đây một bông hoa hả? Ồ, ta hỏi nhỏ nè. Ồ, vậy mẹ các ngươi không có dạy là không bao giờ được tin người lạ hay sao? Hả? Vậy là các ngươi đã dính bẫy của ta rồi. Nói cho các ngươi biết, ta chính là kẻ buôn người ở đây và các ngươi đã bị bắt cóc rồi. Hả? Đúng vậy. Kẻ buôn người? Ui. Nè, bọn này dám lừa tụi mình nè. Mọi người đi ra để tôi. Thôi. Ôi, bà đây còn yếu á, đừng. Rồi, thôi. Đến đi Huy. Bọn này đông quá hả? Sao các ngươi bàn chuyện gì mà lâu quá vậy? Ta sẽ ngồi đây đợi các ngươi, khi nào xong thì bảo ta nha. Này nó láo thiệt, để tôi cho mọi người đừng có cản tôi nữa. Thôi mẹ. Để tôi lo cho Jomot. Bây giờ ông ở lại đi, để tôi lo chuyện này cho. Okay. 1 phút 30 giây. À bực rồi, các ngươi lâu quá. Rồi dẹp cái ghế đây, đúng lộn rồi mày. Hey, quá gọn gàng. Trời ơi, giỏi quá. Đỉnh luôn anh em. Được chưa. Trời thì chứ. Hey, 20 thằng đại của mày sao hả? Tao không ngờ các ngươi có sức mạnh lớn như vậy. Tụi mày là cái lũ quái quỷ vậy? Tụi mày là quái vật hả? Nói rồi, các ngươi làm điều ác thì làm gì? Tụi tôi quái vật, tụi tôi cũng là người lương thiện chứ không phải ác như ngươi. Đúng rồi. Dám bắt cóc là hả? Ngươi còn bắt tên à? Những ai nữa không hả? Tất nhiên, ta đã bắt rất là nhiều đứa nhưng mà ta sẽ không bao giờ nói cho các ngươi biết đâu. Ta biết rồi, bây giờ ta đi tìm đây. Đi tìm đi anh em. Đi tìm ơi.
phải á. Im lặng này. Tụi bay là đứa nào? Ra đây nè. Đi ra đây thằng kia. Anh đu. Anh em. Tại sao tụi mày dám chối anh em tao lại? Anh em mày bị bắt thì tao giờ tới lượt mày nè, mày tên không? Đúng vậy. Thả mấy con gái ra. Thả ra mau lên. Tao là thằng đang cầm chìa khóa. Tụi mày muốn bắt tao hả? Mơ đi. Tao là vô địch. Tao sẽ chạy tụi mày coi. Bắt tao đây nè. Đứa là tao nè. Nè, đứa là tao nè. Ôi ôi, mấy chậm. Trời trời. Trời. Làm gì vậy? Chậm kìa đó, nó tụi mình chậm kìa. Làm gì vậy? Ôi. Trời ơi, bây giờ không có chìa khóa, biết sao cứu luôn á, vô mod ơi. Trời, bên làm sao? Để tôi nào. Trời ơi, thôi để vô mod đi. Cổng chật hẹp quá rồi, đóng cửa lại cho vô mod làm gì với mấy chị kia đi. Gái, mấy chị gái ơi, xinh đẹp ơi, hãy đi theo em. Yeah. Hey, đó, giải thích cho mọi người xong rồi đó. Bây giờ nhà ai nấy về đường ai nấy đi đi nghe, chứ tôi không có biết đường dẫn mọi người về đâu nghe. Thôi mà, tụi mình mất thời gian vì cái chuyện này quá à. Mình cần đi tìm hai sen lửa đi chứ. Tối thì thời gian quá, Jimmy mắc công bị đúng rồi. Không sao đâu, cứ từ từ cũng được. Đang kiếm hoa sen lửa à? Đúng rồi, tụi tôi đang cần tìm hoa sen lửa ở trên cái sa mạc này nè. Nhưng mà tụi tôi là người không phải ở đây, tụi tôi không hiểu nó ở đâu hết. Đúng rồi, hay là để tôi giúp cho các cậu cô cậu cho. Trời, tôi là người trên này nên tôi biết nhiều lắm. Sao cô biết được? À, bông hoa sen đỏ thì tôi đã từng nghe cái ông già làng của tôi trong bò lạc nói về cái bông hoa đó. Không có lừa tôi như mấy ông này hồi nãy nha. Ủa, hoa sen lửa nha. Đúng rồi, tôi sẽ chọn cho các cô cậu tới. Nhưng mà các cô cậu phải đi theo tôi tới làng. Tại vì cho các cô già làng trong làng của bộ lạc của tôi á là đều biết cái bông hoa đó. Nên là bây giờ các cô cậu đi theo tôi đi. Như là trả ơn luôn. Rồi. Đi. Đi thôi. Hên quá, hên được gặp được cô này á. Vậy à, chúng đúng ta sắp được rồi. Ê, bye bye cái tên kia nha. Ở đó ngồi. Bye bye. Chờ người ta mới bắt tôi đi. Liêu. Ngựa kìa. Ôi, chạy ngựa vậy? Chạy ngựa luôn kìa. Wow. À, mọi người tôi nghĩ mình cưỡi ngựa đi. Sao cần chi cưỡi ngựa vậy? Mình có thể đi bằng cái dịch chuyển của Yomod được mà. Ừ, đúng rồi. Không làm gì có. Bà biết địa chỉ. Bà biết nơi đó chứ phải tao biết đâu má. Ủa, kỳ trời. Trời đất ơi. Yomod phải biết được cái chỗ đó mới dịch chuyển được, còn không thì sao mà tao cảm. Trời ơi, đưa ngựa không tôi bay. Đưa con mắt mày. Hello mọi người ơi. Tôi là chạy nhanh nhất nha. Cái này nè. Đi ơi. Ui, sắp tới rồi. Bạn ơi, sắp tới rồi. Ui. Wow. Ủa cái làng kìa. Đây đúng rồi. Đứng tôi đây nè. Rồi đúng là xa thiệt luôn á, mình đi cho tới tối luôn rồi. Ui, cái làng nè. Ui, đây. Đây là bộ tộc làng Xương Rồng. Chắc mọi người đang vô mình nghe tôi về lắm đây. À, được rồi. Bây giờ mọi người vô đây nè, để bọn người đây. Ok. Rồi, được rồi. Đây, bây giờ mọi người đi theo tôi để tôi dẫn mọi người đến chỗ ông già làng. Để ông ấy có thể chỉ mọi người bông hoa lửa đó. Đi rồi. Wow, nguyên cái bộ tộc luôn nè, bộ tộc này bộ tộc Xương Rồng. Wow. Á. Wow. Đây là bộ tộc Xương Rồng của chúng tôi. Wow. Đây mọi người, đây chính là người này. Cháu gái của ta. Con đi đâu bấy lâu nay vậy? Ai đã bắt con vậy? Con bị bắt chứ còn gì nữa trời. Ủa ai đây sao đông quá vậy? À, cái này là những người mà ở trong mẹ con đó ông ơi. Dạ chào già làng. Tụi con. Dạ chào già làng ạ. Lão cảm ơn các cậu nha. Cảm ơn đã được cháu gái của ta về. Có một điều này tụi con muốn hỏi già làng. Ủa, con cứ hỏi đi, thoải mái. Chính là tụi con muốn tìm bông hoa sen lửa. Đúng rồi, bông hoa sen lửa. Đúng rồi, tụi con đến đây là chủ yếu để tìm bông hoa sen lửa. Không biết già làng có thể giúp tụi con được không ạ? Dạ. Thì ra các con đang đi tìm bông hoa sen lửa đó hả? Ôi, cái gì vậy? Lại nữa rồi, bọn quái vật lại tới nữa rồi các con ơi. Quái vật là sao già làng? Ở đây thường xuyên có những con quái vật tuyên tới quấy phá. Bây giờ các cô cậu hãy giúp ta đánh chết mấy bọn quái vật đó, sau đó ta sẽ giúp các cô cậu dẫn các cô cậu đến nơi có bông hoa sen lửa đó. Hãy giúp ta lần này đi. Được rồi. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, ra lẹ đi mọi người. Từ từ, già làng, ông hãy kêu mọi người trốn vào bên trong hết nha. Ông thôi. Okay. Để con ra phụ kêu cho ông. Mọi người trốn đi mọi người ơi. Mọi người hãy bước vào cánh cổng này. Đây là nơi an toàn hơn nơi đây. Con của ta, hãy vô đó để cho an toàn nghe. Ơi, vào nhanh lên đi mọi người. Già làng, ông cũng mau vào luôn đi. Ôi, vậy mọi người đã vào hết rồi. Cảm ơn cậu nha, lão cảm ơn cậu nha. Mọi người đi. Ở đây cứ đợi tụi con lo. Rồi. Tôi qua với mọi người đây, tôi giải quyết xong. Năng lượng vô.
Sao nó to vậy? Năng lượng vô. Biến hình. Hay lắm chú Bốt, đánh cổng con thiệt là hiệu quả. Giống mày à, sức mạnh của con. Đánh cổng đi giùm mày. Tôi đã đóng phạt được nó rồi, chết. Chiến đấu hay quá. Ôi, tôi có ý kiến này hay nè. Ôi da. Sao rồi kìa? Trời ơi. Không phải bạn nói nó kìa. Ôi. Rồi, hãy cho em xem trình thiện xạ của ta đây. Chiu. Cẩn thận kìa chị Nam ơi. Mày đánh lén hả? Chị My, tụi bà phải kết hợp thử coi. Cùng nhau hợp tức thôi. Ây da. Dạ. Được rồi, tới bà đó chị My. Ok, được rồi. Sức mạnh của lửa. Đốt cháy. Cuối cùng là để tôi. Được rồi. Hay lắm chị Mốt. Trời ơi, ta lo quá, không biết mấy cô cậu kia có giết được mấy con quái vật kia không nữa. Ôi, ông ơi, đừng lo, trời ơi, mấy người đó có sức mạnh mạnh lắm. Vậy hả con, vậy ta yên tâm rồi, hy vọng mọi người sẽ tiêu diệt được những con quái vật kia để đem lại bình yên cho làng ta. Ôi, cánh cổng hồi nãy lại xuất hiện rồi kìa, hình như là mọi chuyện xong rồi á con ơi. Ôi, ôi. Ông rồi. Thôi, ôi. Ông rồi nè. Ôi, ôi. Dạ là ăn xong rồi. Sao, sao vậy cậu? Chúng tôi xong rồi. Đúng rồi. Quái vật nó đã chết. Bên bển này. Mọi người có bị thương không? Có bị thương không? Có bị thương không? Không có gì đâu. À, may quá, ta yên tâm rồi. Thôi được rồi. Bây giờ ông có thể cho mọi người quay trở lại làng được đó. Các cô của ta ơi, trở về làng thôi. Đi 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 mọi người ơi. Đi thôi. Nha mọi người. Thôi. Được rồi. Vậy bây giờ còn chuyện cuối cùng về ta cũng bình yên. Còn chuyện về bông hoa sen, ông giúp tụi tôi được chứ? Chắc chắn là được, nhưng mà bây giờ trời cũng tối rồi, hay là mọi người tá túc ở lại một đêm đi. Bây giờ đi cũng nguy hiểm lắm. Dạ nguy hiểm lắm mọi người. Hợp lý á. Ờ, cũng được. Rồi, này cô gái bò sữa, lại đây ta bảo. Mấy kìa. Ủa, sao thấy vậy này? Ta có một món quà cho cô. Cô hãy cất cái vòng này đi. Đây chính là vòng hấp thụ năng lượng lửa. Nó sẽ giúp ích cho cô sau này đó. Cảm ơn mọi người vì đã giúp làng của ta nha. Vâng, không có gì đâu. Không sao. Ờ, được rồi. Cảm ơn nhà làng. Vậy hôm nay tụi tôi sẽ tá túc tại đây. Sáng mai tụi mình sẽ đi tìm bông hoa sen lửa. Ok, con ơi, hãy dắt mọi người đi nghỉ đi. Ta về phòng đây. Bây giờ mọi người chia đi. Mọi người hai người một phòng. Được rồi, vậy thôi. Đám con trai tụi tôi sẽ ở trong đây cho. Ok, vậy chị em đi theo tôi. Mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye. Sáng mai gặp. Ôi giời. Ôi giời, cái này em đã quá. Đâu? Ném. Đâu? Ném ném bộ tộc, ném bộ tộc. Không khác gì luôn. Cao. Chất lượng cao chứ bộ. Trời. Làm đã không? Nhưng mà hai giờ có hai người rồi, giờ sao? À, nằm đè lên nhau đi. Trời mốt ơi, trời đói bụng quá. Mình có gì ăn đêm được không? Ui, mọi người nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Bụng của tôi kêu rồi, đói bụng. Trời. Ê, bụng của tôi cũng đói nè. Đói đói nữa. Ê, nói này nghe nè. Nó nhỏ hơn nghe bí mật của ba tụi mình. Sao sao? Đừng kể dạ. Mấy bạn chỉ biết. Bây giờ á, tôi có ý này. Thì tôi sẽ mở cánh cổng không gian ra và đi về căn tin của trường. Sau đó lấy đồ ăn. Được không? Được không? Được không? Được không? Đúng rồi, được, được. Mà khoan hả? Lấy đồ ăn lấy thêm tivi nữa. Về coi phim. Mày điên hả? Sao có sao mà hỏi? Thôi thì đi chung với cho mó đi. Trời ơi, tôi biết rồi, để đây qua. Hai người đi nha. Tôi sẽ đi qua bên kia mấy đứa con gái này nha. Ok, 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 ok. Ê. Hello. Ê, hai bà con gái. Hello. Hả? Đói bụng không? Đói bụng không? Có đồ ăn nè. Đói bụng. Nhưng mà chưa có đồ để nướng. Thì đó bởi vậy đồ ăn. Ta bi đem đồ ăn bánh không à. Có cái này hấp dẫn hơn nè. Vô mốt nói. Ủa vô mốt hả? Đi về trường mua căng tin đồ ăn của trường rồi. À. Vậy thiệt nha. Vô tôi bỏ bít tết nha. Vô mốt đi đời nào rồi. Nhưng mà thôi đi qua bển đi. Chắc là vô mốt sắp về hay sao đó. Ờ lộn. Vô mốt đi mua rồi đó. Ăn tí rồi ngủ. Ê chị đi chung với. Chị mua đồ ăn chung với coi nha. Thôi vô mốt. Làm gì nữa đêm xuất hiện đây vậy mà sáng giờ không thấy mặt nha. Trời ơi, em đi công tác sáng giờ bận chết luôn. Trời, công tác. Ôi, dạ. Mà công tác gì mà về đi về đây mua đồ ăn của tôi vậy? Trời ơi,
cô đi công tác tận tới sa mạc lận đó. Đúng vậy. Ở đó làm gì có đồ ăn. Thôi với lại đồ ăn nào ngon bằng chỗ cô. Trời ơi nghe ngọt. Thôi giờ muốn ăn gì này? À cho em cái cơm bầu cũ nha của lớp học S các cô. Đúng rồi. Rồi ok. Ủa cô vô làm cái. Thì cô đi ngủ đi cô. Ủa chứ mà em đi ngủ mày nói tao đi ngủ. Ủa thì cô đi ngủ không kêu em đi ngủ. À đúng rồi. Ủa mà em đi ngủ mà kêu tao đi ngủ. Trời đất ơi thằng này. Tao còn phải lo việc dọn dẹp rồi nữa. Mày nghĩ sao vậy? Thôi nè lấy đi. Dạ con lấy luôn cảm ơn cô. Thôi không có gì đâu. Dạ. Thôi đi thôi. Khoan mày. Vậy vậy mất cho mọi người uống nữa mày. Ha quên nữa. Lấy miếng coi. Đi thôi. Rồi. Dạ đi cẩn thận nha. Được tiếp năng lượng rồi. Về thôi. Về. Trời đất ơi, có canh cổng chiêu nó xài hoài, nó kiếm mình hoài à. Ê, chán. Thôi, đi dọn dẹp tiếp. Úi giời ơi, mệt. Ê, mọi người hôm qua ngủ có ngon không? Ngon. Mọi người sẵn sàng, để ta dẫn mọi người đi. Ôi, gì vậy? Đi ra rồi. Ta sẽ dẫn mọi người đi đếm bông hoa sen lửa. Rồi, đi thôi. Hương này, rồi. Đường nó xa không hay là mình cưỡi ngựa đi. Đúng rồi, xa lắm, các người lên ngựa đi. Rồi, tôi có ngựa rồi, mọi người có ngựa chưa? Tôi đã có ngựa rồi. Ôi, vô mất ngựa không đâu. Mất con ngựa nữa rồi. Vô mất này tối ngày là mất ngựa hoài. Tôi thấy con ngựa của tôi rồi. Trời ơi, đây. Ôi trời ơi, rắn nhiều quá vậy. Trời ơi. Ôi trời ơi, rắn nhiều quá vậy. Nhưng mà chỗ đó sao? Ờ, các người cứ đi theo ta cũng tầm xíu nữa là tới. Nhưng mà ta nói trước cho các con biết là chỗ đó rất là nguy hiểm ở nhà. Chứ không phải đơn giản để mà lấy được bông hoa đâu. Đâu lại khó. Không sao, tụi tôi sẽ làm được. Đúng thì rồi, như các con thấy ở chỗ đó đây có là sa mạc mà. Nó ở trong miệng núi lửa nên rất là nóng. Sa mạc đã nóng rồi, chỗ đó còn nóng hơn nữa. Ủa vậy có ai từng đi được tới đó chưa? Thì đã có rất nhiều người đã từng đến đó nhưng mà chưa có ai là quay về hết. Rồi ông dẫn đường đi. Nhanh lên chạy dạ đi chạy chứng lại cơ. Ủa các ngươi đi chậm quá vậy. Ôi, người không biết ngựa của ta là ngựa chiến hả? Ngựa chiến. Ủa, ngựa này tôi mới nhặt về. Ngựa mới nhặt về. Ờ, dạ. Xin lỗi. Ok. Hai chiến đó. Ui, sập ơi rồi các con ơi. Trời ơi, đi. Tới chưa? Ta già rồi mà đi xa nóng nảy khát nước quá. Đây, trên này. Tôi có sữa nè. Đâu? Sữa đi. Đúng rồi. Cho tổng trưởng sữa cho mới đi. Mọi người. Ồ, đã khát quá. Nhưng mà bây giờ, mình để ngựa đâu bây giờ? Thôi bây giờ để ta gắn cái cột ở đây xong mấy con nhốt con ngựa lại đây tại vì tới gần đó nóng lắm. Chó nó lại. Ok. Đi. Bây giờ đi đường nào? Vậy ta sẽ leo lên trên này. Tại vì cái nó nằm trong núi lửa rất là nóng nên nó rất là cao. Nóng quá. Ờ, đằng kia rồi, các con. Đâu. Wow. Ôi, nguyên cái miệng nó lửa luôn. Ôi, nóng quá, càng lại gần tụi mình cảm giác càng nóng hơn đó. Đúng vậy, đây, các người thấy cái đảo ở giữa không? Có một hòn đảo ở giữa cái miệng núi lửa đó. Ở trong đó chính là bông sen lửa trong truyền thuyết. Đâu, lại coi mọi người. Quay, tôi thấy được rồi nè. Bông hoa lửa trong truyền thuyết. Đúng. Ôi, không gọi cho cái bông lửa của tôi mạnh hơn luôn nè. Ôi. Cẩn thận cái sức mạnh của bà lại nha Giám My. Trời ơi, các người có nghĩ các người có làm được không vậy? Hay là mình quay về đi, chứ không nguy hiểm lắm á. Không, không được. Nếu mình được. Về thì tôi phải lấy, ông hiểu không? Nhất quyết phải lấy là không được. Đúng. Khó trời lắm ơi, nó khó lắm, đúng rồi. Ai qua đây cũng chết chứ, đã ai lấy được đâu. Giống như vậy phải không? Trời đúng rồi, y chang vậy luôn, không có khác cái gì luôn cái gì. Nhưng mà khó lắm, bây giờ ta thách người vô lấy được luôn á. Lấy được gì ta cũng chịu. Ôi, chịu luôn á. Ừ, lấy cái bông y chang vậy á. Sao? Thì nè. Thì đó. Cái bông. Bông. Ôi, cho mất lấy rồi hả? Thì lấy đi. Cho mất có thể dịch chuyển công được mà. Ủa, nhanh vậy hả? Ừ, nhanh lắm. Thôi, dẹp cẩu rồi đi về đi mất. Tưởng thế nè. Ê, sao mình còn... lấy về bằng ngựa để mình dùng cẩu mình đi về lại cho nhanh. Ừ, đúng rồi. Ôi, lạnh quá vậy. Sao lấy để mấy ngựa này mấy cha. Ủa, tội nghiệp á. Ừ, thôi, lấy ngựa về đi mấy cha. Lấy ngựa về. Ôi, đi về thôi, cuối cùng mình cũng có bông hoa rồi. Dạ. Dễ luôn. Dạ. Sao nhiều quá vậy? Sao tự nhiên có ngựa con luôn vậy? Ủa, ngựa đẻ rồi. Sao đẻ rồi? Lẻ dữ ta. Lẻ dữ. Ủa, mấy bông hoa này còn lẻ hơn Yomot nữa. Đi về. Ôi, Yomot, sao tao hỏi, nếu ngươi làm được cái cổng dịch chuyển, sao ngươi không dịch chuyển mình về cho nó nhanh luôn?
cổng tôi dịch chuyển được người à, không dịch chuyển được động vật đâu. À vậy hả, hiểu rồi. Đúng rồi. Trời ơi, giỡn gì vậy ông mết. Lấy con bé ông gửi con bé chừng nào về tới ông nội. À quên. Đi. Đi thôi. Sắp tới rồi mấy cậu ơi. Yes. Dạ rồi. Tới rồi. À. Cuối cùng tới làng rồi nè. Ok. Cắt ngựa vô đi mọi người ơi. Cắt hai. Ok. Ôi rồi mọi người có ở lại chơi thêm một đêm nữa không? À không. Tụi tôi phải đi. Ủa, có các ngươi về thiệt hả? Buồn quá vậy. Đây là bông hoa lửa. Tụi tôi cần lấy thêm một bông hoa băng nữa. Có nghĩa là hai bông. Trời ơi, tiếc quá vậy. Nhưng mà trước khi mọi người đi, có thể cho ta xin vài lốc sữa vô mốt uống không? Nãy ta uống mà ta thấy ngon quá. Trời ơi, đây nhiều lắm. Đây, tự lấy thoải mái, nhiều lắm. Đây. Được rồi, ơi, ta sẽ cho các đứa trẻ trong làng ta uống tại vì tụi nó thích đồ ngọt lắm. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn, không có gì đâu. Chúc mọi người thượng lộ bình an. Rồi, cảm ơn. Bye bye. Rồi, vô mốt ơi. Ủa, đóng đi thôi. Ê, mọi người khoan đi, đợi ta cái. Dạ. Trời ơi, quên mất. Tao có cái này mà tao quên bén mất tiền. Có gì vậy ông già đàn? À, thì hồi nãy ta nghe mọi người, bây giờ bảo là mọi người vừa kiếm xong được cái hoa sen lửa đó, bây giờ mọi người đi đâu? Tìm hoa sen băng. Đi đó, hoa sen băng. Ta có bản đồ đi đến chỗ đấy nè. Ủa, hả? Để cho chúng tôi, cho bọn tôi xin đi. Đây nhưng mà tại vì ta không có đi được, tại vì sức ta yếu rồi nên mọi người tự đi nha. Ok rồi. Cảm ơn ông nhiều nha. Sau khi nếu mà lấy được bông hoa xong tôi sẽ quay lại trả ông bản đồ cũng được. Không cần trả đâu, chỉ cần trả ta mấy lốc vô mốt là được rồi. À, được rồi, cảm ơn. Cho thêm đi mọi người ơi. Cảm ơn nè. Ô đâu. Ok. Đây. Ok. Mọi người thật là tốt bụng. Được rồi, nhiều quá ta bưng vô hết. Ta đi đây. Ha 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 ha. Nhớ nha, tụi tôi. Đi nhẹ thì chắc. Ờ đi đâu mọi người, nhanh lên. Đâu rồi.